Đẹp chưa? Đẹp chưa? Giữ nguyên nhá. Giữ nguyên nhá. Nhá. Tóc đẹp không? Giữ nguyên nhá. Giữ nguyên nhá. Hello, xin chào mọi người đã quay lại với channel của mình. Thì mình là Lan Hy đây. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Annie and I'm still single. Bây giờ mình các bạn đã quay lại với cái chuỗi series Niềng Răng của mình. Thì thực ra là mình đã vắng bóng trong cái chuỗi series 8 tháng rồi mọi người, 8 tháng. Một con số khá là lớn. Thì giống như là mình cũng bận, giờ mình có những cái dự án khác, với là mình cũng không có gì để cập nhật á. Thì là một phần là mình lười đó. Nên bây giờ mình sẽ quay lại. Thì mình có những cái gì mình sẽ nói cho bạn biết luôn. Thì hôm nay mình sẽ định là cho các bạn xem cái cách mà để cột cái cọng thun niềng răng. Nhưng mà mình là mất cái vết thun rồi nên là mình không có làm được. 8 tháng trước là các bạn cũng thể xem cái clip đó trên đây nè. Mình sẽ cho các bạn xem kỹ cái răng mình nó như thế nào nha. Đó, các bạn thấy gì chưa? Một lỗ luôn. Đó là cái quá trình niềng răng của mình đó. Bây giờ thì mình nhìn ai mình cũng thấy cái răng người ta đẹp hơn răng mình hết trơn. Nhưng mà cái răng giờ bị nó súng vậy đó mọi người. Sau 8 tháng quay lại thì mọi người cũng thấy cơ bản là mình có những cái bước mà khác biệt, đúng không? Thì mình cũng có nói với bạn về một cái hành trình của mình ha. Thì sau lúc đó thì mình cũng bắt đầu là đi cũng đều thôi, khoảng 2-3 tuần thì mình đi khám răng một lần ở trên thành phố. Thì nhà mình là ở quê thôi chứ không phải là ở trên thành phố, nên là đi nó cũng hơi cực mọi người. Có cái vấn đề ví dụ như là mình bị sứt cái mắt cài ra, thì cái mắt cài là cái này nè. Thì mình bị sứt cái mắt cài ra thì mình phải lội ngược trên thành phố, hoặc là khi không có thời gian để đi nữa. Có nhiều khi mà thi cử đồ đó là mình không có đi được luôn đó mọi người. Tới cái thời điểm mà để tách hai cái răng này ra đây cho mọi người coi cận cảnh luôn nè. Bây giờ là một lỗ luôn rồi đó mọi người. Thì ở trên cái núm mình nó có hai cái răng còn nó ẩn ở trong á, nó không có lòi ra ngoài. Bác sĩ mới tạo một cái giống như là người ta gọi là cái đường hầm để cho răng nó chui ra. Thì nếu mà răng nó chui ra đúng cái lỗ đó thì đẹp rồi, nhưng mà có nguy cơ là nó cũng không có chui ra đúng cái chỗ đó. Thì cái đó mới là căng đó, thì mình cũng chưa có suy nghĩ tới cái mức độ đó. Nói chung là mình cũng đang nghĩ tích cực đó mọi người. Nãy giờ mình giải thích chắc các bạn cũng đã hiểu rồi đó. Thì bây giờ hai cái răng này người ta mới đầu là đẩy nó ra xa để chườm một cái lỗ trống cho cái răng ở trên nó như là nó mọc xuống. Nhưng mà hồi nãy mình cũng nói là ở trên núi mình còn hai cái răng nó ẩn ở trong, đúng không? Mà cái đó chỉ là cái khoảng trống cho một cái răng thôi, nên còn cái răng còn lại nếu như mình có một ngày đó nó mọc xuống thì chắc là mình phải đi phẫu thuật để mà nhổ nó ra đó mọi người. Chứ hay là một cái chuyện nữa là cái quá trình niềng răng này á, nó làm cho cái môi của mình bị lệch. Như các bạn có để ý thì các bạn thấy cái mặt, cái môi của mình nó lệch nè. Cái môi bên đây á, nó nhỏ hơn như bên đây nè. Nếu như nó lệch vô, cái môi này nó kéo vào bên đây luôn. Cái này là mình đang quay camera mà camera trước á, thì mọi người sẽ thấy là khá là ổn, đúng không? Đây là cách mà mình nhìn vô gương hàng ngày, là mình thấy mình như thế này nè. Thì thường thường á, là mình nhìn vô gương như vậy á, thì mình thấy là mình không có xấu đâu mọi người. Nhưng mà khi mà mình quay cái camera sau thì mình cũng biết là ví dụ mà camera sau là rất là nổi tiếng, là ai cũng sợ chụp cái camera sau, tức là người ta là cái mặt giống như là rất là hãm. Thì cái đó là một cái ảo giác sinh học của mọi người. Thật ra là hai cái bên mặt này nó như là được chẻ ra từ hai bên, và hầu như là không có người nào mà hai bên mặt này nó giống y đúc nhau. Lúc nào cũng có một bên khác nhau và khác một bên kia. Ví dụ như là lệch chân mày nè, lệch mắt, lệch mũi nè, lệch môi, hoặc là lệch cả một gương mặt luôn, nó không có tương ứng với nhau mọi người. Thì cái trường hợp của mình á, là cái môi mình nó bị lệch và cái mũi mình nó cũng lệch luôn. Thì mình cũng mới nhận ra cái điều này gần đây thôi. Thì lúc đầu là mình cũng chụp camera sau rồi chụp camera trước, thì mình bắt đầu là thấy sao kỳ quá. Xong mà tự nhiên camera trước á, thì mình rất là quen, mình thấy mình đẹp lắm nha mọi người. Mình bắt đầu chuyển qua chụp camera sau, tôi nói trời đất ơi, nhìn không ra mà mình bị sốc của mọi người. Kiểu như sao tự nhiên cái môi mình nó lệch dữ vậy. Thì kể là đó mình mới chú ý đến cái bản thân, cái mặt của mình nhiều hơn. Thì mới biết là mình tra cứu và nghiên cứu nhiều hơn á, thì mình mới biết được là thật ra là cái mặt nó không có đều với nhau, và có những người bị rất là lệch. Cái cách cải thiện là
mình thường cải thiện cái mặt lệch, mình giống như là mình nhai sinh gum ở một bên thôi, ăn ở một bên, cái bên nào mà bị bé hơn á thì mình sẽ nhai ở bên đó để cho cái mặt mình nó bự ra bên kia. Đúng không? Còn một cái mình ngủ cũng vậy, mình ngủ thì thật ra là mình nên nằm thẳng chứ mình không có nên nghiêng qua hai bên mọi người. Thật ra là cứ nằm thẳng thôi chứ đừng có nghiêng qua hai bên. Thì cái này mình không phải là bác sĩ nên là mình không có bắt buộc các bạn phải làm theo mình nha. Nhưng mà bạn nào có cách nào hay hơn thì mọi người hãy comment bình luận ở bên dưới để cho mình tham khảo nha mọi người. Rồi tiếp lại cái phần răng nè. Thì mình cũng có thông báo là cái răng của mình, cái hàm dưới á nó bị nghiêng một bên, còn cái hàm trên thì nó nhô ra một bên, thì nó bên đây thì nó một lỗ, nói chung là hàm răng thì nó te tua. Trước khi mà mình làm hai cái răng nó kéo, hai cái răng ở trong cái núi xuống á, mình phải đi chụp CT, chụp X quang đồ này nọ, thì mình có hình X quang mình sẽ để cho mọi người xem ở lên đây ha. Thì mình chụp cái filter nên là khi nó cũng hơi lạ. Nếu mà mọi người chắc không chắc chắn về cái hàm răng của mình á thì mọi người nên đi chụp CT để xem là mình có sót cái răng nào ở trong núi mà nó chưa có xuống hay không nha mọi người. Hậu quả của cái việc mà hồi nhỏ mà tụi mình đi khám răng nha khoa mà tụi mình trốn á, mấy cái người mà nhổ răng ở trong trường mà khám răng định kỳ á, người ta kêu nhổ mà mình không chịu nhổ mà trốn, thì bắt đầu cái răng nó sẽ phát triển theo một chiều hướng xấu. Sau 8 tháng qua lại thì mình có những cái thay đổi nhỏ như thế thôi. Có một cái thay đổi lớn nữa là mình không có xài thun nữa mọi người. Hồi nãy mình định chỉ cho các bạn cách xài thun nhưng mà tại lâu quá mình không có xài thun nên là cái bịch thun nó đã đi về nơi đâu. Mình nghĩ là do mình quên là mình sẽ quay video về thun nên là mình đem giục nó luôn hay gì rồi đó. Thật ra là mình không nhớ rõ. Nhưng mà đã hết xài thun rồi. Tới cái thời điểm này mình không còn xài thun nữa. Có những cái cập nhật mình gì mình sẽ cập nhật ở bên dưới nha. Thật ra là mình cũng không nhớ là mình có làm đủ cho bạn tham khảo hay không. Nhưng mà bạn nào có những cái câu hỏi hoặc là yêu cầu nào mà mình nào còn sót á thì bạn hãy nhớ là comment ở bên dưới cái phần bình luận để cho mình biết liệu mình sẽ làm sao nha mọi người. Nhấn cái nút subscribe, đăng ký màu đỏ ở phía góc dưới bên phải màn hình và nhấn vào cái chuông thông báo để là người xem đầu tiên nha mọi người. Đừng quên nhấn like và share cái clip này nha mọi người. Bye bye.